mình trở lại với cái facial cùng làm đẹp với nhau. Và hôm nay mình đi với cái chủ đề là làm sao để mình có thể chăm sóc cái làn da khô, cái biết làm sao để chăm sóc da khô. Thì trước hết Vân tự giới thiệu sơ, Vân tên là Vân Võ, đến từ Tampa, Florida, Mỹ Quốc. Thì trong đây mình có một số chị thì mấy chị đi sơ tự giới thiệu mình tên gì, đến từ đâu nhé. Rồi sau đó thì mình sẽ đi đi vào cái đề tài của mình. Hello mọi người, mình là Trinh, đến từ Cherry Hill, New Jersey. Mình là Ái Hoa, Pennsylvania, New Jersey. Mỹ đúng không? US. Ok. Rồi chị Phấn. Chị Phấn đang mute. Ok. Chị đang mute bên chị Phấn ơi. Ok. Hello, mình là Phấn, đến từ Philadelphia ở Mỹ. Ok. Christine. Mình là Mui Chư, đến từ South Philadelphia ở Mỹ. Ok. Hương. Hello, em xin chào các chị. Em là Phương Hương, em đến từ Hà Nội. Hà Nội, Việt Nam. Ok. Vâng. Ok. Phương Linh. Hello các anh chị, mình là Phương Linh Trần, hiện đang ở Philadelphia, Pennsylvania, ở Mỹ. Ok, welcome em, lần đầu tiên vô. Ok, chị Kristen. Em Kristen Hoàng, St. Pete, Florida, ở Mỹ. Ok, welcome chị. Ok, rồi, chị Phúc. Hai mấy chị, em tên là Hạnh Phạm. Em from Florida, St. Petersburg. Ở Mỹ. Okay. Ở Mỹ. Welcome chị, lần đầu tiên vô. Ok, chị Thanh Vân. Hello cả nhà, tên là Thanh Vân, hiện đang sinh sống ở Melbourne, Úc Châu. Ở Úc Châu. Ok, welcome mấy chị. Chào đón mấy chị đến với cái buổi facial hôm nay và mình cùng làm đẹp với nhau ha. Dạ, hôm nay mình sẽ nói về cái làn da khô, cái cách là bí quyết làm sao để chăm sóc da khô để da mình càng ngày càng trẻ hơn. Rồi, bữa nay em chờ cái mọc hình nổi quá. Ok. ok, rồi. Vân xin tự giới thiệu sơ, Vân tên là Vân Võ, đến từ Tampa, Florida. Thì Vân cũng sống ở Mỹ và Vân cũng trong cái ngành về da, về làm đẹp cũng là 15 năm. Và mình cũng trải nghiệm được rất nhiều sản phẩm rồi. Rất là nhiều cái cách và học làm sao để chăm sóc cái da mình càng ngày càng khỏe hơn. Thì hôm nay là Vân và các chị ở khắp mọi nơi trên thế giới cùng nhau làm đẹp và cùng nhau chia sẻ những cái kinh nghiệm quý báu của mình đến cho tất cả các anh chị em trong Facebook và những anh chị em nghe lại và những anh chị em trong YouTube. Thì cái cách mà mình nhận xét về cái da khô của mình á mấy anh chị, khi mà lý do tại sao mà mình biết được cái da mình nó bị khô, thì cái da khô thường thường là nó sần sùi nè, nó có vảy lên á, nó giống như trắng lên á. Rồi đặc biệt là khi thời tiết mà bắt đầu chuyển lạnh á, thì cái da mình nó sẽ bắt đầu nó khó chịu, nó làm cho khó chịu và nó rạn nứt, nó căng. Da nó không có còn chất nhờn trên da nữa, cho nên là đó là cái lý do mà nó bị khô. Và sorry, cái nguyên nhân mà nó bị khô đó các anh chị là do mình uống thiếu nước. Okay, nước trong người mình không có đủ cho nên cái da mình nó cũng ảnh hưởng. Thứ nhất, thứ nhì nữa đó là mình rửa mặt đó, hoặc là mình tắm bằng nước nóng quá, nóng quá nó cũng ảnh hưởng đến da. Cái thứ ba đó là khi đặc biệt là mấy chị làm nail đó, mấy anh chị làm nail đó, mình hay rửa mặt quá là nhiều lần trong ngày đó, nó cũng ảnh hưởng đến da của mình và nó làm cho cái da của mình nó lấy đi cái chất nhờn trong da, thì nó làm cho da mình khô rất là dễ dàng. Và thứ tư nữa đó là mình không có chăm sóc da mình tốt, có nghĩa là mình không có dưỡng ẩm mỗi ngày cho da, và đó là những cái nguyên nhân mà nó gây cho cái da mình khô. Và cái hậu quả mà khi mà da mình khô đó, là nó sẽ bị rất là cằn cỗi các anh bạn. Da mình lão hóa nó nhanh, cực kỳ nhanh luôn, là vì cái da mình nó khô. Và khi mà nó khô đó thì nó lão hóa nhanh hơn tất cả các loại da khác. Nó nhăn trước tuổi, nó già trước tuổi các bạn. Và cái cách phòng trị da khô đó, cái cách phòng ngừa của nó đó
là thứ nhất là các bạn mình uống nhiều nước, mình uống khoảng từ 2 cho tới 2 lít rưỡi nước mỗi ngày, cơ thể mình cần để cho cái da mình nó có độ ẩm. Và nhớ là không uống nước ngọt các bạn nha, nước ngọt và nước có ga thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái da của mình, nó không có làm cho da mình đẹp đâu. Rửa mặt, nên rửa mặt một ngày 2 lần thôi, đừng có rửa mặt nhiều hơn 2 lần. Nên rửa với nước ấm nhẹ thôi, đừng có nước nóng nha. Và không nên rửa mặt quá nhiều trong ngày nha. Rất là dễ mất nước, cái da mình mất nước thì mình sẽ bị khô. Rồi bên cạnh đó, đó là chị em phụ nữ mình nên chăm sóc da cho mình, và chăm sóc bằng những sản phẩm mà có thể giúp cho cái da mình càng ngày càng cải thiện hơn. Đặc biệt là những sản phẩm thiên nhiên các bạn nhé, không có hóa chất ở trong đó, những sản phẩm thiên nhiên. Thì hôm nay tụi Vân sẽ trình bày sơ cho những sản phẩm mà tụi Vân xài rất là thiên nhiên và rất là giúp cho làn da của mình càng ngày càng trẻ hơn, ngăn chặn đi cái tiến trình lão hóa của da, và đặc biệt là giữ được cái độ ẩm cho da rất là tuyệt vời các bạn. Ok, so bây giờ đó là cái thành phần của sản phẩm mình đó. Cái da của mình rất là cần tẩy tế bào chết các bạn nhé. Ít nhất đó là một tháng ít nhất là từ 2 cho tới 4 lần tẩy tế bào chết. Thì da của chị em phụ nữ mình hay xài make up ban ngày đúng không mấy chị? Xài make up ban ngày mà nếu mà không có lấy make up ra hết á, thì mình để cái gì lên á, thì nó sẽ phủ lên và nó sẽ đẩy xuống cái lỗ chân lông, thì nó làm cho da của mình nó cằn cỗi rất là dễ. Cho nên là khi mà mình lấy da make up ra đó, thì mình nên dùng gọi là Creamy Cleansing Lotion. Đây là một cái sản phẩm mà lấy make up ra rất là tuyệt vời các bạn, rất là tuyệt vời ha. Và nếu như mà các bạn muốn lấy da chết á, một tháng mà vẫn nói từ 2 cho tới 4 lần đó, để cho cái da mình nó fresh, nó trẻ trung á, thì các bạn trộn lại với nhau ha, để mình xài cũng ok nhé. Một tuần một lần thì perfect, rất là good. Ok, so bây giờ mình sẽ làm mấy chị nhé. Cho những ai mà da sensitive á, da mà nhạy cảm á, giống như bạn Hương hồi nãy nói đó, da nhạy cảm quá thì các bạn không có nên dùng cái này nhiều nha. Cái cát, cái exfoliant á, exfoliant scrub á. Ok, so mình sẽ có cái chai nó gọi là Nakamis á, trong cái tiến trình mình xài ha. Nakamis là cái giữ ẩm ha. Cái này các bạn có thể xài một ngày 3-4 lần xịt ẩm phun sương trên cái da của mình, nó có thể giúp da mình rất là nhiều trong cái da khô các bạn nhé. Da mình trước khi mình xài á, Vân thích để cho cái chai nhỏ là tại Vân pha tinh dầu lavender trong này nó rất là thơm. Ok, mình xài xịt cho cái mặt mình ướt chút xíu các bạn nhé. Một hạt đậu ha, và mình sẽ pha với cái Creamy Cleansing Lotion để mình lấy hết make up ra nhé. Đây, cái step này cho buổi tối các bạn nhé. Vâng, chào tất cả các anh chị em ở trong Facebook Live nhé. Ai ở trong Facebook Live hiện giờ đang có làn da khô nè, làn da khô, làn da nhạy cảm, làn da khô, các bạn bấm số 1 giùm Vân nhé. Mình đang cái step này là đang lấy da chết nha. Ok, so các bạn lấy da chết xong, các bạn rửa cái mặt mình cho sạch nhé. Ok, rồi mình sẽ rửa cái mặt mình cho sạch.
nhớ là rửa mình chỉ chấm chấm cái da khăn chấm cái da thôi chứ đừng có nhùi 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 nhé các bạn nhé. Ok rồi cái bước kế tiếp á là mình sẽ xài chiếc máy rửa mặt Lumispa, chiếc máy rửa mặt siêu thông minh các bạn. Chiếc máy này nó rất là lợi hại. Nó có 7 cái công dụng các bạn. Và nếu mà ai mà có làn da khô thì mình sẽ dùng cái sữa rửa mặt gọi là dry skin các bạn nhé. Nó có 5 loại sữa rửa mặt khác nhau. Thì các bạn dùng cái loại cho da khô các bạn nhé. Thì mình cũng lấy khoảng cỡ 1 hạt đậu. Giờ mình có thể xịt cho cái đầu máy nó ẩm thì mình sẽ dễ dùng, dễ chạy máy hơn các bạn nhé. Ok, mấy chị có ai có câu hỏi gì cho Vân không? Mấy chị ở trong Facebook cũng như mấy chị ở trong Zoom mình có ai có câu hỏi mình sẽ cùng tương tác với nhau ha. Và có ai có thể giúp em cho mọi người biết là cái công dụng của chiếc máy rửa mặt này không? Mình có 7 công dụng. Mấy chị có thể mở Zoom nhé. 7 công dụng rất là lợi hại nè. Hello, cho chị nói sơ qua nha. Bảy dạ. Công dụng Trinh sẽ nói không thứ tự bởi vì nó ok thì theo mình á thì đây là một cái công cụ nhưng mà nó có hai cái hiệu quả. Thứ nhất á, là rửa mặt sạch, thứ hai là trị liệu. Còn bảy cái hiệu quả của nó nữa hả, nói hơi lộn xộn nhưng mà thầy ok. Thứ nhất á, là nó làm sạch da của mình, đi sạch vào cái lỗ chân lông. Làm cái da, lỗ chân lông của mình khít lại, da mình mịn màng, sáng. Không biết có ai đếm đủ 7 chưa ta, hay là mình nói tới 8, 9 rồi. Ai cảm nhận gì không? Sau khi các bạn mà mấy chị mà xài cái này, mấy chị thấy như thế nào? Cảm nhận của mấy chị? Mình xem cái mặt mình giống như đang được massage. Ok, massage mặt. Tại sao mình cần massage body mà cái da mặt của mình không bao giờ massage? Rồi đây là massage mặt mỗi ngày, the circulation ha, mình cho cái da của mình nó máu huyết nó thông thì nó sẽ rất là khỏe. Đấy. Hồi nãy chị Vân nói là cái da nhạy cảm với da khô á không có dùng được cái scrub này á mà bị có cát á, thì nếu mà như vậy thì mình có không có dùng tẩy da chết chứ hả? Lâu lâu hả? Lâu thì mình thường hay dùng em, nhưng mà thường cái da nhạy cảm á, tại vì cái lấy da chết đó thì nó hơi sâu, hơi đi sâu vào cái da của mình đó, thì những cái da nhạy cảm, đặc biệt là những da nhạy cảm thì mình nên coi cái da của mình nó nhạy cảm như thế nào, mình có thể thử nhưng mà mình không nên dùng thường xuyên quá về cái cát em ha, cái exfoliant đó. Yeah. Ok, mình rửa mặt xong mình sẽ rửa lại bằng nước lạnh nha, nước ấm ấm nha các bạn, đừng có nước nóng quá nha. Ok, so bước kế tiếp á, mình sẽ đắp mặt nạ mấy chị nhé. Có hai cái loại mặt nạ mà có thể giúp cho da khô cải thiện rất là nhiều nhé.
Một là cái creamy hydrating mask, nó giúp cho da khô nó lấy lại cái độ ẩm ha, rất là nhanh ha. Hai là clay pad, cho nên là mấy chị muốn dùng cái loại nào cũng được nhé, clay pad hoặc là hydrating mask nhé. Thì bây giờ mình sẽ đổ ra cái chung nhỏ vừa đủ cái mặt của mình các bạn nhé. Hello chị Bích Trân, chào tất cả mấy chị em trong Facebook Live nhé. Cái này là công ty pha chế hết rồi cho nên là mọi người không có cần phải pha chế gì nữa các bạn nhé. Cái mặt nạ này mình sẽ để lên khoảng cỡ 15 phút cho tới 20-25 phút là mình sẽ lấy xuống nha. Nãy giờ không biết là mấy chị em trong Facebook mình có nghe rõ không ta? Ai nghe vân rõ bấm giùm vân số 1 giùm vân nhé. Ai nghe vân rõ bấm giùm vân số 1. Nãy giờ vẫn chưa không biết coi máy là không biết mọi người có nghe vân rõ không? Ai trong Facebook nghe vân rõ bấm giùm vân số 1 nhé. Khi mình đắp lên á, mình sẽ cảm giác là cái mặt của mình mát lạnh nè các bạn. Mát lạnh cái mặt ha. Ok, tìm xong rồi. Ok, đẹp quá chừng nha. Mình sẽ chụp một quay hình nè. Ủa Linh, Linh xong chưa? Trời nhanh dạ. Đắp dày dày xíu. Nên đắp dày dày xíu. Ủa chị Hoa đắp cái gì vậy? Thì đắp mình nào đó chứ gì? Sao mặt chị xanh dữ vậy? I don't know. Chắc ánh đèn hả? Chắc đen á, xanh á. Ok, yeah, thank you bạn Mỹ Hiền. Cái mặt nạ này mình để sẵn khoảng có 15 phút rồi mình sẽ rửa ha. Thì trong lúc chờ đợi đó thì không biết là mọi người có ai có câu hỏi gì không? Ai có câu hỏi gì về da, đặc biệt là cho da nhạy cảm và da khô? Nhớ là chị em phụ nữ của mình nên chăm sóc cái da của mình nhé. Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không có biết chăm sóc hoặc là chưa biết cách chăm sóc da cho mình thôi. Và nếu như mà mình biết cái cách chăm sóc da thì cái da của mình nó rất là khó để mà nó lão hóa, nó rất là chậm đi tiến trình lão hóa các bạn. Okay. Mấy chị có muốn chia sẻ gì không trong lúc mình chờ cái mặt nạ? Thường da khô em, theo em á, là dùng cái nước lạnh á, mình bạc nó mát hơn, mình rửa nó mát hơn là nước ấm. Nó không có làm cho mình bị nhẹ thôi, nhẹ thôi, tại vì có nhiều người lạnh thì người ta không có chịu. Cho nên là mình không có muốn là ấm quá, nhẹ, chỉ dùng cái từ nhẹ đó. Có thể dùng nước mát, gọi là nước mát á,
Nếu mà các bạn có thể dùng nước nước mát mà nước lọc quá thì perfect, rất là tốt luôn nha. Thì đó là cái đừng có nên dùng nước nóng quá cho da của mình thì nó sẽ lấy đi cái chất nhờn ở trong cái da, độ ẩm trong cái da thì nó sẽ làm cho da mình khô hơn nữa. Nha. Và mấy chị nên nhớ là mỗi ngày nên ra ngoài đường phải có sunblock ha. Sunblock và ở trong nhà buổi tối phải có giữ ẩm cho cái da của mình. Rửa thật sạch da và có giữ ẩm cho da thì nó mới bảo vệ được cái da của mình không có khô và không có cằn cỗi. Giống như theo chị thì cái sunblock mà của SPF 22 nó tốt hay là 35 sunblock body and face 35 hay là sunblock của body and face 50, cái nào mình là mình cho cái mặt mình tốt? Tùy em đi đâu. Thì mình đi hàng ngày. Hàng ngày thì em không có không cần dùng các độ cao. Dùng 15 thôi cũng được. Hàng ngày đi làm thì dùng 15 thôi cũng được. Chị thường chị dùng cái 22. 82 là cái tiếp nhà nhỏ nhỏ hả? Cái age lock. Dạ. Age lock. Dạ. Chị dùng cái đó. Và mình có thể dùng cái loại này. Cái này là mình đang nói ban ngày. Đó, đúng rồi, cái chị Trinh đưa lên đó. Có công nghệ age lock thì nó sẽ giúp cho cái da của mình nó nó chậm đi cái tiến trình lão hóa hơn. Còn cái này đó là 50 hoặc là 35 đó, ban ngày đó, có thể là mình đi biển hoặc là ở ngoài nắng nóng ha, thì mình sẽ dùng 35 tới 50 nhá. Hoặc là các anh chị mà có tiệm nail đó thì thường vân khuyên là nên dùng 35 cho khách hàng nhá. Tại vì cái tip này nó rất là giá, nó rất là phải nói là nhiều túi tiền lắm, không có mắc, cho nên là làm ở trong tiệm rất là lời luôn cái bộ này. Rất là nhiều tiệm nail đang áp dụng cái mặt nạ trên ghế để họ có thể làm mini facial, và họ có thể kiếm tiền rất là nhẹ nhàng và dễ dàng từ trên ghế trong lúc làm pedicure các bạn, trên ghế làm chim. Yes. Bằng cái mặt nạ như thế này. Cho mình chia sẻ ha. Thì bây giờ mình thấy cái xu hướng về cái săn sóc da mặt đó, mình thấy bây giờ mình đi đâu á, những cái nơi mà bán về săn sóc da mặt đều có đủ loại mặt nạ hết. Nó trở thành một cái thị hiếu của khách hàng đó. Cho nên mình thấy rất là hay vì cái những cái sản phẩm mình xài, cái công ty đây cũng có những cái mặt nạ rất là tốt, cũng đủ loại cho mình luôn, mà là bằng thiên nhiên. Cho nên rất là tiện lợi. Bây giờ mình đi đâu mình cũng thấy hết, toàn là mặt nạ, đầy đủ loại mặt nạ hết. Tại nhu cầu khách hàng chị. Yes. Đây là một trong những nhu cầu khủng luôn, là tại vì ai cũng muốn mình trẻ đẹp hết đúng không? Đâu ai muốn mình già đâu đúng không? Cho nên đó là cái nhu cầu của khách hàng. Và đặc biệt là hiện bây giờ là cái tuổi, cái độ tuổi đó là baby boomer đó, là rất là nhiều, cho nên là tiệm nail kiếm hốt tiền từ cái những cái mặt nạ này. Họ kiếm thêm tiền rất là nhiều nhờ những cái mặt nạ như thế này. Dạ. Biết có ai có câu hỏi gì cho mình không? Mình có câu hỏi nha. Trong trường hợp khi mà có một số chị em mình có nói như thế này, cái da của họ nó quá nhạy, họ không xài bất cứ cái gì được hết, và họ chỉ có xài được nước mà thôi, thì mình có cái cách nào hay không? Dạ. Có nghĩa là họ không có xài được cái sản phẩm gì hết. Đó là theo lời họ nói. Dạ. Thường là cái da mà nhạy cảm đó, họ sẽ không xài được những sản phẩm có chất alcohol dưới chemical ở trong đó. Họ sẽ không xài được. Vì sao? Vì da của họ quá là nhạy cảm. Vì những cái sản phẩm mà mình đang dùng bây giờ thì nó không có chứa cái chất alcohol. Thì nó rất là an toàn và nó natural, nó thiên nhiên. Cho nên là cái da của họ có thể thử chị, có thể thử. Và đặc biệt là nếu mà họ thử, họ có thể thử ở đây chứ nè. Dùng đây là dùng sensitive nhất nè. Khi mà họ để một chút xíu đây mà họ cảm thấy cái gì đó, có nghĩa là cái da của họ sẽ không có ổn. Nhưng mà nếu mà họ dùng ở đây mà an toàn thì cái da của họ ok. Và cái mặt nạ mà mình đang dùng có nghĩa là hydrating mask đó, là trong những mặt nạ mà hiền nhất
và nhẹ nhất. À, họ có thể dùng chị, với lại công ty bảo hành mà. Nếu mà có không có thích thì có thể gọi công ty và công ty 100% money back. Ok. So, mấy chị còn có hỏi gì nữa không? Mặt của mình khô rồi đó. À, nếu không thì mình cũng có thể rửa mặt được ha. À, từ 10 cho tới 20 phút thì mình ok nhá. Và nhớ là cái mặt nạ này mình cũng có thể dùng 2 lần một tuần, rất là an toàn nhá. Mình rửa mặt. Đi lại cái sinh rửa hơn vì nó sạch, nó sạch. À, cảm giác thật là thoải mái. Mấy chị cảm giác như thế nào? Đã quá. Nó nhẹ cái mặt, nó thổi mái cái mặt, rất là sạch, sạch và săn và mềm mịn cái mặt. Ok. Cái bước kế tiếp là mình sẽ dưỡng da các bạn nhé. Mình sẽ dưỡng da cũng vậy. Mình sẽ xịt chút xíu xương vô ha, xịt nát cam mét giữ để giữ cái da mình ẩm ha. Trước khi mình dưỡng cái da mình thì buổi tối thì mấy chị cũng có thể dưỡng bằng cái này ha. Cái này nó gọi là Nutricentral Night Supply Nourishing Cream nha. Hoặc là actually là vẫn hay dùng cái khơ dọc nước thần. Mình có thể dùng cái viên khơ trước khi mình dùng cái dưỡng đêm ha. Cái dưỡng đêm này nó chỉ giúp cho cái da thêm độ ẩm thôi. Còn cái này nó sẽ giúp tái tạo lại cái làn da, tái tạo lại cái sự đàn hồi của da. Đặc biệt là những chị mà lão hóa giống như khoảng cỡ 35 tuổi trở lên đó, là da đã bắt đầu lão hóa rồi, thì cái viên này nó rất là lợi hại. Nó nhỏ lắm nhưng mà nó có vỏ, nó là một cái viên nhỏ nhưng mà nó cái serum trong đó nó có thể giúp mình tái tạo lại cái làn da của mình, tái tạo lại sự đàn hồi của da, nó làm cho săn chắc, căng mịn. Và đặc biệt là nó làm giảm đi cái nếp nhăn trên mặt của mình ha, khép lỗ chân lông, săn chắc. Thắt điều vô trước khi mình xa các mấy chị nhé. À, em cái này á thì nó rất là lợi hại. Không biết là mấy chị
thấy cái giọng nước thần như thế nào. Cái tên nó là True Faith Essence Ultra, như mình gọi tắt. Vân xài là vân mê không thể thiếu cái em này. Mình sẽ thắt đều hết nha. Thắt đều hết trước khi cho nó thẩm thấu trước khi mình sang. Thì cái độ xăng chắc nó chắc hơn. Hello Nga. Hello Quế. Okay. Tháp cho nó đều hết. Bắt đầu mình sẽ mặt xa ha. Mình sẽ mặt xa. Nó lợi hại lắm. Mình mặt xa như thế nào nó sẽ xăng như thế đó các bạn. Cho nên mình mới gọi nó là giọt nước thần và mình nghe nó là như vậy. Ok, lần sau có mặt nhá. Quế nha, nghe nè. Ok. Ok, mi. Ok, em bỏ cái mi em trên đầu rồi. Ok, A-Shop Mi. Mời chị Ái Hoa nói về công dụng của A-Shop Mi đi. Lợi hại, sự lợi hại của A-Shop Mi. Hay á, tiền chỉ cần đưa tay ra đây nó nhỏ ra vừa đủ cho mặt mình không cần phải mở hũ. Okay. Cái này A-Shop Mi thì nó rất là tuyệt vời. Những người nào mà bị da nám á, tại vì A-Shop Mi da nào cũng tốt hết, tại vì A-Shop Mi mình có quyền set up theo cái điều chỉnh theo cái làn da của mình đó. Mình có thể trả lời những câu hỏi ở trong cái tuệ ấy lắm, họ trả lời hỏi mình đó, giống mình đang đi bác sĩ vậy đó. Thì da mình bị khiếm khuyết gì thì nó cũng hỗ trợ được hết, cho nên ấy lắm nó rất là tuyệt vời mà nó rất là tiện dùng, tại sáng tối nó đã tự động cho mình trong này nó vừa có serum, nó vừa có kem dưỡng da sáng, vừa có kem dưỡng da tối, thì mình không cần phải có nhiều hũ nhiều lọ, rất là gọn gàng trong đó. Trong đó nó có cái gì chị? Có ba cái serum và một ba serum và có kem dưỡng da ngày và kem dưỡng da đêm. Để mình lấy cái này xong mình mở ra nha. Mình lấy cái hồi nãy mình mới lấy cái serum, bây giờ đến mình lấy cái kem dưỡng da nè. Thì đây trong này thì tên này nó có cái tên này là mình set up nè. Mình set up nè. Bây giờ là buổi tối thì nó để nay. Thì trong này nó có cái bình đơn. Và cái huyết thanh nè. Rồi có kem dưỡng da đêm, mình cam kỳ kem dưỡng da ngày nằm sẵn hết trong này rồi. Thì chỉ cần đến bữa mà mình rửa mặt xong á, mình chỉ cần đưa tay vào đây thì nó sẽ nhỏ cho mình một lọ serum vừa đủ để cho mình massage trên mặt mình trước khi mà mình dưỡng ẩm hai lần thôi, nhanh tiện lợi hả? Nhanh tiện lợi, gọn gàng nữa, không cần phải nhiều hũ nhiều lọ, mà không có phải giống như thường thường mà mấy hũ kem mà mình dưỡng da mình hay thấy là phải mở nắp rồi đưa tay móc vô vệ sinh hơn, còn cái này thì nó rất là vệ sinh, tại vì nó không bị, mình không cần đưa tay vào trong. Okay. Em đã xong rồi nè. Sau khi mình dùng serum thì mình dùng cái dưỡng ban đêm. Nếu mà các bạn ban ngày, vì mình đang ban đêm, các bạn ở Việt Nam thì các bạn dưỡng chống nắng nha. Dưỡng ban ngày là trong đó nó có chống nắng trong đó. Còn dưỡng ban đêm thì nó sẽ đưa cho mình cái độ ẩm cho da, để nó làm cho da mình mềm mại, mịn và không có không có khô nhá. Và nếu như mình làm những cái cách mà chị Anh Vân vừa hướng dẫn đó thì kết quả rất là tuyệt vời các bạn. Và mỗi một ngày đó các bạn có thể đem cái chai nhỏ này theo ha, nó gọi là Natramix, cái chai lớn nhưng mà vẫn sớm là cái chai nhỏ để mình có thể đem đi travel, đem với Vân sát bên cạnh Vân, và Vân xịt chút xíu lavender trong này cho nên nó thơm, rất là thơm. Và mình có thể xịt
một ngày bao nhiêu lần tùy theo mình ha. Thì cái da của mình nó sẽ giúp cho cái da của mình nó ẩm, nó lúc nào nó cũng có cái độ ẩm và nó last rất là lâu luôn. À, và đặc biệt là cái em nhỏ này rất là lợi hại, có thể dùng cho tóc luôn nhé. Tóc, da, nó làm cho dinh dưỡng, nó mang dinh dưỡng cho da với tóc mình. Thì mình rồi. Hay để một chai trong xe á, đôi khi mình đang lái xe á, mình mệt á, mình cứ bấm vô mặt mình nó tỉnh táo, mình không còn buồn ngủ. Dạ. Phát cái da của mình. Ok. Sorry. Cảm giác của em là bây giờ đang căng xăng và mềm mại, da giống như da em bé vậy đó. Không biết là cảm giác mấy chị như thế nào nè. Mọi người căng bóng không? Cái da mình bóng lưỡng không? Giống như cái mông em bé. Thịt nó xanh thì cho mình xin chăm sóc, nó thời gian mình thấy nó, da nó xanh mà nó bóng. Mỗi ngày hoa đâu cần phải đánh phấn đâu, chỉ bỏ chút kem chống nắng rồi nếu mà khi nào sự thích thích thì bỏ chút son, còn không thôi bình thường vậy đó. Mà vậy mà đi ra đường có mấy Mỹ đen nó nói wow your skin too brown. Nó nói do mình nó sáng. Okay. Em thấy cái da của em nó xanh, nhất là cái vùng bụng má này nó xanh, nó cứng á. Yeah, mình thấy da mình rồi. Mình xuyên làm cái da nó xanh cứng nha, cái nó bị chảy xệ không? Xanh cứng không chảy xệ không? Nó bóng nó sai nè đúng không? Bóng lên nó mịn, nó căng, nó xanh, nó chắc, sáng lên. Ok, còn ai nữa? Cảm nhận của mấy chị khác. Wow, rất là sạch. Mình sạch là mình cảm nghĩ là giống như mình bỏ bao nhiêu cái bụi đất nó xuống vậy đó. Cái là cái thứ nhất, cái da mình nó rất là mịn. Như mọi người cũng giống như mình là cái da mình nó bóng, nó căng. À, mình nói thật, ở cái tuổi của mình thấy nhiều người ở cái tuổi của mình rồi nha. Hai bên này thủng. Và khi mình rờ vô cái da mặt của người ta nó bủng, nhưng mà mình cho người ta rờ cái da mặt của mình đó. Nó cứng mà nó săn, nó không có cái chỗ xuống chỗ này ha. Yes, thì cái mình đi ra mình sẽ biết được là cái da mình đẹp hay không đẹp, là mình có rất là nhiều người khen mình, và những người Mỹ lúc nào cũng hỏi wow your skin so radiant. Mình nói wow, you xài cái gì đó, you làm cách nào. Yes, là mình có, mình gọi là cái compliment á, một cái lời khen gần như là mỗi ngày, nói cái da đẹp. Thì trước đây mấy năm về trước, trước khi mình sử dụng những cái sản phẩm này, mình nói thật là lúc nào mình cũng có make up hết, nhưng mà cái độ phấn mà khi mình để lên là nó hay bị móc móc cờ cờ, cái da mặt nó không có mịn, nó lạ. Như mà bây giờ mình như Ái Hoa nói là chỉ để rất là ít, xài không có nhiều phấn, mà khi mà đánh lên một lớp mỏng thôi là cái da mặt nó đẹp tuyệt vời, mà nó giữ suốt từ sáng tới chiều tối. Gần 50 rồi nghe cái gì. Chín 52 rồi. Oh, really? Bí mật, bí mật. Bí mật giờ lòi ra rồi chứ đâu được. Bí mật. Em đang nói em. Trời ơi, U 50 mà em tưởng là em U 52 mà em tưởng là U 25 chứ. Ok, chúc mừng U trên 50 nhé. Có mà da chị Chính lúc này là nó xanh thiệt, không thấy nhăn. Đẹp. Tao với ngày xưa mới gặp chị Trinh cách đây 5 năm mà tự nhiên bây giờ da xanh hơn ngày xưa. Các bạn không biết là ngày xưa mình tốn rất là nhiều tiền cho cái da của mình. Bởi vì những cái sản phẩm ngoài kia đều mình thử qua hết, mình thử hết. Thậm chí mình thử cái loại mà nó có cái vàng vàng mà ở trong cái loại mà shrub á, nó có cái chất vàng ở trong đó đó, để mỗi khi mình đánh nó ra đó là cái chất vàng nó lấy đi cái da khô của mình theo như lời quảng cáo, mà nó không có bị da chết, da khô mà không có bị khô da. Thật ra mình xài mấy hũ như vậy nè, da mình á, khi mà mới làm xong nó đẹp lắm, nhưng mà thật ra ngày hôm sau, rồi tuần sau, tháng sau cũng y chang như vậy đó. À, mình sử dụng cái này đã hơn 4 năm rồi và rất là có hiệu quả. Không như bây giờ mình nói như thế này, không thể có cái một cái sản phẩm nào thay thế được nữa hết, bởi vì chưa bao giờ da mình được đẹp. Ngay thời còn trẻ nó cũng chưa chắc cái da mình đã căng mà đã mịn, đã sáng như bây giờ. Thank you, chị Trinh. Rồi còn chị đừng cảm thấy tự tin ha chị Trinh ha. Nhưng mà chưa hài lòng vẫn làm tiếp.
chăm sóc đều đặn mỗi ngày. Nào muốn chia sẻ cảm nhận nữa không? Chị Dung mới vô, chị Dung muốn nói gì vậy chị Dung? Dung bữa nay đi làm cho nên là tranh thủ nhìn thấy cái hỏi Dung hỏi một chút là cái hai cái sản phẩm đó cái tên gọi là gì để cho Dung ghi lại. Xin lỗi nha, xin lỗi Dung vô trễ, Dung mới đi làm. Hai hồi nãy giờ là mấy sản phẩm, chị hỏi hai sản phẩm nào hả chị? Đây là cái sản phẩm vừa mới khoe là cái này là gì? Cái này hả? Dạ. Cái A-Lock Me chị. A-Lock Me hả? Dạ. A-Lock Me có phải nằm ở trong cái lọ mà bấm nó xịt xuống không? Không, cái này á mình chỉ cần đưa tay vào trong này là nó nhỏ ra thôi chị. Nó có trong này có kem dưỡng da ngày, kem dưỡng da đêm trong này và cái ba cái serum này chị, ba cái huyết thanh á. Dưới ba cái serum. À cái đúng rồi, cái hộp tròn tròn mà nó có năm ngăn nhỏ nhỏ rồi là nó bấm là nó xịt xuống đúng không? Không, cái này không có xịt, cái này nó tự động thôi chị. Cái này nó không có cần bấm. Gọi là A-Lock Me chị. À, gọi ai là A-Lock Me. Dạ. Yeah. Xin lỗi nha, trời. Coi cho Dung nhìn cái hộp cái chị Chinh đưa cái original, chị Chinh cái này của em trang trí rồi chị tưởng. Chị ơi, chị đừng có nhìn của cái cô bên kia. Cái cô bên kia cố gắng hộp xoàn đầy hết trơn, của em mới gọi là original. À đúng rồi, là nguyên phải nhìn thấy đúng rồi. Dạ, nó có năm ngăn gì đó đúng dạ, không? Đúng rồi chị nói đúng. Ơi đúng rồi, vậy dạ, mình mới đây, hỏi. Đó đây. Rồi. Làm chúng ta còn phiêu bị rối rồi. Rồi, thank you nha. Đây còn đưa cái của ấy thôi chị nhìn ra. Còn và văn vỡ lúc nãy là bốt lên là xịt cái chai đó phải là mix không? Ồ dạ. Cái chai này ý chị nói chai này hả? À, là mix đúng không? Sau khi làm xong là xịt khoáng á, nước khoáng á chị. À, nước khoáng. Dung lần sau vô đúng giờ nha. Thank you nha. Chị làm. Lại chị nha. Ok. Dạ. Ok, rồi còn chị nào có cảm nhận gì sau cái facial không? Thì Phương Hương với chị Phúc cứ bộ má hoài kia. Chị mới muốn nói. À, mình cảm thấy nó già, nó rất là mạnh, rất là xa, rất là thích. Okay. Cũng giống như mấy chị đã nãy cũng nói rồi đó. Mình cảm thấy rất là săn chắc. Dạ. Làm xong là mình muốn về nó quần. Ok. Chị Kristen muốn nói gì? Dạ. Cảm nhận của em sau khi sử dụng là sau khi ngày trước em chưa biết đến dòng sản phẩm này, cái da của em rất là nhăn, như là vùng mắt, trán của em nhăn lên rất là nhiều. Nhưng mà từ ngày em sử dụng cái dòng sản phẩm này, da vùng trán không còn nếp nhăn này, đôi mắt cũng không còn nếp nhăn. Nhất là cái da sần rất là thích. Chúc mừng em. Ok, yêu em mang bên em hơi ồn. Ok, rồi còn chị nào nữa muốn chia sẻ không? Em chị. Thêm mời chị. Em từ khi em biết được sản phẩm này chị cũng mới có mấy tháng thôi, nhưng mà mỗi ngày em cũng rửa mặt sáng tối, mà buổi sáng mà rửa mặt rồi là làm như mình tự tin cả ngày luôn. Nó mịn lạ kỳ luôn. Nó mịn mà nó làm như nó rất là trẻ mà mình không ngờ luôn. Mình sờ nó bóng mà nó mịn lạ kỳ luôn. Tự tin cả ngày luôn. Okay. Mà mới xài em chỉ mới biết có mấy tháng thôi đó. Dạ, yeah, chúc mừng chị. Dạ. Yeah. Dạ, yeah. Rồi. Còn chị nào nữa không? Trước khi mình wrap up. Chị Vân kìa. Mời chị Vân. Cũng biết cái sản phẩm này có mấy tháng rồi, nhưng mà sau khi xài thì cái má của chị là chị thấy nó thay đổi rõ rệt luôn, nó mở rõ luôn. À, rồi cái nếp nhăn của chị ấy, nó cũng cải thiện rất là nhiều. Mà cái da của chị bây giờ nó mịn lắm, chị cảm tưởng như da baby vậy đó. Ông mấy mươi chị? No, không hỏi. Chơn công bằng chơn rồi em nói u gần U50 có người hơn người kia không công bằng chơn mày chồng tao biết chứ. Okay. Thì thôi bí mật à, bật mí cho U50. Thấy chưa, U50 mà không có nếp nhăn đâu nha quý vị thấy nha. Ủa ở bên châu Âu giờ bên đêm hả chị? Chỗ bên Úc. Bây giờ là buổi trưa này. Yeah.
Ok. Rồi, còn ai nữa không? Không còn ai chia sẻ nữa không? Ok, rồi, mình sẽ wrap up nhé. Mấy chị không dám chia sẻ là thiệt thòi của mình nha. Ok, rồi, cảm ơn mấy chị đã cùng Vân làm chia sẻ cái buổi facial hôm nay. Và đặc biệt là có thể giúp cho mình và giúp cho rất là nhiều anh chị là làm sao để biết được cái bí quyết là chăm sóc da cho mình để đừng có bị khô. Tại vì từ cái khô mà nó qua cái cằn cỏi nó nhăn rất là dễ mấy anh chị, cho nên là phụ nữ mình không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ chưa chăm sóc, chưa thích chăm sóc cho mình hoặc là chưa biết cách chăm sóc thôi. Thì bây giờ nếu mình biết rồi thì tại sao mình không giữ lại cái tuổi thanh xuân của mình, đúng không? Cho nên là đây là cái cách mà thứ nhất là giữ gìn hạnh phúc gia đình của mình nè. Cái gì là mình tự tin cho chính bản thân của mình, tại vì không có ai yêu mình bằng chính bản thân mình hết, đúng không? Cho nên là khi mình tự tin, mình có được làn da đẹp, làn da săn chắc, càng ngày càng trẻ, thì mình sẽ làm thành công trong bất cứ những cái gì mình muốn các bạn. Đó là cái mà Vân muốn chia sẻ. Một lần nữa Vân cảm ơn mấy chị đẹp rất là nhiều, và cảm ơn tất cả các anh chị trong Facebook Live hiện giờ đang coi hoặc đang coi lại, hoặc là tất cả anh chị em trong YouTube. Và chào tạm biệt, hẹn gặp lại lần sau các bạn nhé. Mình sẽ có nhiều chương trình để cho các bạn cùng tương tác với mình nhé. Và các bạn nào mà thấy cái video này có lợi lạc đó, các bạn bấm dùm Vân số 2 nha. Có lợi lạc, các bạn học được một cái gì đó, các bạn bấm dùm Vân số 2 và cũng có thể chia sẻ ra để cho tất cả mọi người được lợi lạc. Chào tạm biệt cả nhà. Thank you.